tiện nghi là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi chọn mua sofa cho phòng khách. Và mẫu sofa FB040701 là một trong những gợi ý mà Furnibuy dành cho bạn. Sản phẩm được thiết kế theo phong cách tối giản, mang đầy đủ sự tiện nghi mà vẫn giữ được sự sang trọng. Hãy cùng Furnibuy đi trải nghiệm thực tế về mẫu sofa này. Sản phẩm được thiết kế dạng ghế văng, có chiều dài là 2m, chiều rộng là 80. Với chiếc ghế văng này, cả gia đình của bạn có thể ngồi quây quần bên nhau. Đặc biệt, bạn có thể biến bộ sofa này thành một chiếc giường nhỏ ngay trong phòng khách. Với lòng sâu của ghế là 55, hai bên tay vịn của sofa được thiết kế thấp và thoải, trông chúng giống như những chiếc gối. Bạn có thể tận hưởng sự êm ái và dễ chịu của chúng. Đi kèm cùng chiếc ghế văng, đó là một chiếc đôn thông minh có kích thước là 50x70 và hai chiếc đôn nhỏ có kích thước là 35x35. Bạn hoàn toàn có thể biến tấu chúng để thay đổi vị trí kê làm sao cho phù hợp nhất. Bộ sofa được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên, đã được xử lý và đảm bảo trong quá trình sử dụng được chắc chắn hơn. Khi mình ngồi trên chiếc ghế sofa, mình cảm nhận được sự êm ái của chúng nhờ có hệ thống nệm mút dày dặn. Bên ngoài được bọc bằng lớp da nhập khẩu Malai loại tốt có độ đàn hồi cao. Điều đó được chứng minh khi mình đứng lên, nó đã nhanh chóng trở lại vị trí như ban đầu. Với một bộ sofa có đầy đủ sự tiện nghi như trên, Furnibuy hiện đang bán với mức giá trị 7 triệu. Ngoài ra, quý khách có thể tùy chỉnh bộ sofa khi đến với dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Hãy liên hệ với hotline ở dưới màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.